Ê, thấy vô kiếm em nè. Chiều rồi mày không qua bên thăm chừng bên con Thì coi, coi nó về chưa? Chuyện hôm qua thì đang giận em á. Sao biết? Chứ gì đó, hôm qua anh vậy về em suy nghĩ cả đêm. Hôm qua em làm vậy cũng lố quá, Lố cái nghe gì? anh lời anh. Thì nó hồi xưa anh cũng vậy chứ mấy thứ ra, đúng không? Hồi đó anh đi cua gái cũng Nhưng mà vậy sao mà thì nó phản mà. ứng dữ vậy? Tao con gái rồi mày phải vậy thôi, đúng không? Nó con gái mà mày lần đầu tiên mày đụng vô nó giống như có luồng điện á, không, nó chạy nó giật 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 giật. Bữa qua mày ôm nó mấy cái, ba hay là bốn vậy, chứ không nhớ rõ nữa. chạy xe luôn. Ê, nó dẫn chơi này Sao đi, bây giờ em qua em coi nó đi bán sắp về đó, qua mày thăm dò tình hình coi cái vụ bữa hôm qua làm sao nha. nhưng mà hôm nay không ôm đâu nha, Không thì khỏi ôm đi, qua mày hôm qua nó đang sợ, nó đang giận hết, giờ qua ôm nữa là coi như là không không bao giờ cho nhìn mặt nữa, chết luôn. nó nào nghe, nó cũng đi buôn bán anh cũng không có biết á, anh không biết là lý coi cái tâm ý nó làm sao để mình mà góp ý cho mày á, hiểu không? Bây giờ trước mắt là mày đi qua mày nói chuyện với nó đi, để coi cái tình hình bữa qua cái mồi nó coi coi là có chịu mồi không á, Ê, hôm giống như nay là cá có chịu mồi không hôm á. qua nay anh đã nói gì nó chưa? Chưa, sáng anh đi làm rồi nó cũng đi buôn bán rồi, bởi vì anh mới vô anh kiếm em nè, qua thăm dò nó coi cá nó cắn câu chưa, hiểu không? Giống như mình đang đi cắm cắm cái câu vậy nè, mình đi phải đi Nhưng dò, mà đừng chuyện hôm giống nay như đừng có mình xúi em ôm nữa nghe chưa? thì thôi bây giờ đi 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 qua đi, qua coi tình hình sao rồi có gì báo cáo anh biết đường anh xử lý, chứ giờ anh chưa biết đường sao anh xử lý cho mày. Em báo cáo này, em về đây báo cáo hay là điện cho anh? Thì nói chuyện với nó một buổi đi, có gì anh em mình anh ngồi đây anh chờ. Anh chờ em nha. Ok vậy nha, anh ở đây anh chờ đó. Đi đi. Ủa Ê đi cô. đâu, đi đâu đường đó, À thì đi cô gái thì đi đường vòng đường sau nó mới hấp dẫn. đi ngoài sau nhà nó lên hả? Đi đi, anh ngồi đây anh chờ em nha. Có gì vậy nói cho anh biết chứ nha. A few moments later. Mày đâu đi vậy? Đi bán hàng đâu chưa? Ủa mà mày hỏi gì vậy? Thì thể có tình cảm với gì để quan tâm, để thể tham thể hỏi thăm thì thôi tao đóng mượn thì cảm ơn mày nha. Để thể dọn đồ cho. Thôi dẹp mày, không sao, nay nay thể dọn đồ cho mà. Ơi mày mày định giở trò với hôm qua đó không, đúng không? Ơi mày mày định giở trò với hôm qua đó đúng không? Không. Hôm nay nay không, không như hôm qua. Thôi tao biết cái bản mặt mày quá rồi, hôm qua là mày ôm tao, bữa nay mày định dẹp mày ôm tao nữa đúng không? Không. Hôm qua là mày ôm tao, bữa nay mày định dẹp mày ôm tao nữa đúng không? Không. Hôm qua anh hùng anh xúi thể ôm á. Thôi tao thôi, không để dọn dẹp qua bên cái ai mượn. Thôi để dọn cho. Hôm qua anh hùng mới xúi 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 thể ôm á. Chứ thầy cũng có tình cảm, thầy cũng thích, nhưng mà ai ai mà làm lộ liễu vậy. Hay ông bảo gì, ông bảo hôm qua ông bảo ủa ai ai mượn mà như đúng rồi vậy, ta đâu mượn đâu. Thì thể coi như xóm giềng nghe thể sang thì dọn giùm. Hay không hôm qua ông xúi thể đó, ông xúi mà cứ mày cứ sang mày thì dọn đồ đi bán về xong mệt mỏi mày sang mày ôm ấy nó có tình cảm rồi. Hay hay quá, cứ ổng xúi không à. Rồi thì ông chú chết thể cũng đâu muốn ôm đâu. Quay không phải ôm tao cho đã xong, giờ nói là không muốn ôm. Phải về cũng vậy, có tao à, đi ra chỗ khác. Thì ngồi đây thoải mái này. Để gì nói đi. Thì ngồi đi, ngồi như đây này. Ủa tao với mày đâu có thân đâu mà ngồi chung. Nè ngồi đây nè. Chuyện gì? Thì nay đi bán về hết nhiều không? Được nhiều không? Ngày mưa mày nghĩ tao bán được nhiều không? Ê, chuyện qua xin lỗi nhá. Xin lỗi tao. Đi về tối về đêm ngủ cái cũng băn khoăn rồi cũng thấy một kỳ 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 sao? Cái kỳ nó hả? Tao hôm qua tao chưa giả chạc vô cái mặt mày á. Thì
ai biết đâu thật tình để nghe ông bảo vệ từng lúc là tốt này sang làm vậy chứ ai mà cái gì cũng nghe thì ông nghe ông đang tận ngoài suối Tân Bò kia ông gì tiếp ngồi ngoài suối Tân Bò kia ông kêu mày sao mày ôm gì đấy thế mới sao để ôm thôi mệt nha chuyện hôm qua nhắc hoài quê gần chết hà sao quê chứ sao không quê mày á tao chưa có giả chạc vô cái mặt mày á là hên rồi ở đó mà còn dám nhắc với tao tao có một đi ghét ngồi đi đây thì cái ghế này cái gì mà nháy nháy mắt của tao với mày đâu có thân quen đâu mà nháy mắt với tao thì ngồi gần đây này cái ghế này thì cắt được tao mới mượn thì cái ghế này thì cắt quen gì chuyện gì thì ngồi đây để tao xem ra thế này. Hôm qua ông Hùng cũng ra ông nói đó là con bây giờ này mày sang mày ôm mày cứ ôm thì là người nó bị giống như điện truyền điện giật đây là nó tê cứng là nó không có dọn đồ được mày dọn đồ là mày hưởng cái đầu mày chứ giật sao cái đầu thì có bị điện giật không giật cái gì mà giật mày khùng hả mày suốt ngày mày nghe ổng thế ông bảo chỉ cần ôm mà thôi là con gái ôm phát là giống như điện giật và tê cứng người luôn giật mày á giật mày là mày chết lâu rồi làm sao mà chết chỉ có tê cứng người không ấy được còn là lúc thì tê người là phải dọn đồ cho thôi mà mày quá mày cứ nhắc chuyện hôm qua hoài mắc xảo gần chết hả mày có im đâu nhưng mà thầy hỏi xem có điện giật phải không chứ rồi thì ông bảo là mình cần ôm vậy là điện nó truyền sang là vì nó tê cứng lắm tê cứng là tao chết hôm qua không có tới lượt giờ còn sống mà ngồi nói chuyện với mày mày im đi chưa nhắc hoài rồi nhưng sao thì thầy có tình cảm mà nhưng mà thầy có tình cảm cái gì mà mày á nha tao nghi cái này là ông Hùng nay kêu mày vô tay cho một kiểu nữa đúng không ông không có vào không vào đâu không cái này là chắc là ông Hùng kêu mày nè chứ không mày có, ông chỉ là ngày hôm qua ông kêu là ôm vào là vào ôm thì là thì tê cứng người là thì thích thì sướng là thì đồng ý tình cảm của thế mày có nín chưa mày thật mà. Mày làm gì mà mày cứ nhắc cái chuyện hôm qua hoài vậy nhưng mà cái chuyện hôm qua đấy là thầy cũng thích thích cái chuyện hôm qua mày nhắc hoài mày có biết là mắc cỡ lắm không? Giờ mày có đi về cho tao? Nhưng mà thầy hỏi thật hôm qua thầy ôm thịt để ôm thịt có bị tê không? Mày hỏi thật mà. Hỏi thật mày cái này là mày chọc tao thì có mày giống bọn mày chọc tao đúng không? Thằng bòi cái kia chạy vào hỏi thử xem bữa nay ông lên ông kiếm mày đúng không? Không mày không mày mày chọc xạo với tao hả mày? Giờ mày có đi về cho tao? Không mày không đi về. Mày ơi đi trời. Về cho tao chưa đi về cái cho này tao đánh bò mà đánh bò thì mày là bò chứ gì nữa mày là bò chứ gì nữa rồi. Ngày nào cũng phải xách đi đó ê chết cha mày thể rồi gì ê cha tao về rồi mà gì ra đây mày sớm có chết mẹ cha tao rồi. Làm gì chạy dữ vậy? À, ông về ông nói gì vậy? Rồi sao cái chuyện hôm qua? Ông biết chuyện rồi đó, cha thì biết chuyện rồi.
là ý sao ai nói cho em biết? Qua đây anh sang lấy cái đó bỏ ví này, cái mũ cho em ơi. Ôi giò khắn sao mà chạy thì đó lát vậy, chạy chơi đó này. Ê, tao thấy mày giống như mày băng vô cái đám bông giấy mày chạy ra vậy. Thì nhà nó toàn bông giấy chứ gì đó. Ồ. Mà cha thì biết chuyện hôm qua em ôm nó rồi xong kiến này no đòn luôn á. Ông xách cây, ông vác cây vô đúng không? Anh thấy anh nào có mẹ anh thấy là như là ông đi làm. Ê, ông vác cái cuốc cái sẻng gì ông đi làm về á. Em đang nói chuyện với Thủy mà không để ý cái Thủy không nhắc là còn coi như hôm nay ở đấy ăn đòn luôn. Vậy hả? Anh hôm qua anh chúi em ác lắm rồi. Hôm qua anh bảo anh chịu trách nhiệm mà. Thôi để nó là để anh vô nhà bé Thị anh nói chuyện với cha nó cho anh năn nỉ cho cái đó là lỗi do anh đúng không? Nhưng mà vậy có phải là bây giờ anh giúp em giờ không để gì ra chuyện gì không? Để chết em luôn. Đừng để anh vô năn nỉ ông cho anh nói anh vô anh chịu trách nhiệm nha. Đi rồi, nhưng mà đi. Nhưng mà sợ ông Phạm nên chết luôn đấy. Không anh vô anh nói chuyện cho. Không để mai đi cho nó nguôi gì anh sao. Không anh vô anh nói chuyện cho. Dắt lùa bò về nói cho khéo lên nha. Ừ nói đi, nói qua chỗ chơi thôi. Trời anh biết nói mà. Lùa bò về đi.